Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio và yêu những chiếc đồng hồ cổ trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một con đồng hồ Pháp Vedet. Con này thì nó có cái thiết kế hoa văn vuông vắn nha quý vị. Từ trên xuống dưới con này nó là đẹp xuất sắc luôn á. Sự là không trò chơi luôn. Xuất sắc. Và cái thùng của nó rất dày nha quý vị. Nó dày hơn cả những con cái thùng kia. Thường những con kia nó khoảng 16, 17 thôi. Con này nó gần 19 luôn. Quý vị xem này, cái độ đẹp của nó nè. Cái thứ nhất là cái thứ hai. Cái thùng đó quý vị dở lên là quý vị biết cái hàm nó chất rồi. Tại vì những con kia thường quý vị nếu mà dở lên 8 kg thì con này nó khoảng 10 kg, thì quý vị hiểu đó. Cái gỗ của nó là cái gỗ nó rất là dày. Đấy, và dở là nó nặng kịch rồi quý vị. Đấy, quý vị dở là thôi là quý vị biết hàng chất rồi. Pháp ha. Rất là đẹp luôn quý vị. Con này là hàng tuyển cực đẹp luôn quý vị. Xuất sắc. À, kính nè quý vị thấy ha. Kính còn được xịn sò luôn nè. Con này là... để em xem. Kính này là kính lồi nha quý vị thấy ha. Kính này là kính vuông nhưng mà là kính lồi. Đấy. Nó mới vậy quý vị. Kính này là kính lồi nha quý vị chứ không phải kính bằng nha. Siêu chất luôn. Đây quý vị. Kính này là kính vuông nhưng mà là kính lồi. Đây quý vị về đây quý vị nha. Cái viền xi vàng là cực kỳ quý vị. Rất là đẹp, cái mặt nó là hơn 20 cm, thắm đồng thắm búa, tất cả các cái chi tiết khóa đồng ha. Đây, nó còn đầy đủ hết luôn quý vị ha. Cái ốc zin hết đó mấy bạn, cái treo lắc rồi cái này ha, đầy đủ hết. Đấy, búa đồng còn thép siêu chất quý vị. Đặc biệt cái kính này kính lòi ha, kính vuông mà kính lòi quý vị thấy rất ít, kính tròn mà kính lòi rất nhiều. Nhưng mà kính vuông lòi, hạng dị nha quý vị, đọc dị nha. Con này chuông lớn nha quý vị, con này chuông lớn nha. Con này là chuông lớn nha quý vị, chuông nó rất lớn luôn. Con lắc rất là đẹp nha, lắc đầu nó rất là đẹp. Chuông rất lớn. Đây, 15 phút nó sẽ đếm một lần. Rất đẹp quý vị, mặt quý vị nhìn ha. Vàng lóe rất đẹp. Mà quý vị dở cái thùng lên nó nặng chích. Như là sắt nguội rất là chất luôn. Trên đỉnh đồng hồ nó bị gỗ ha. Con này là nó làm gỗ hết cho nên là nó nặng quý vị. Đấy quý vị thấy nha. Con này vậy nha. Kính ở dưới nó cũng lồi thôi và kính vuông này nó cũng lồi luôn nè. Sờ rất là sướng tay quý vị. Khác những cái kính kia. Toàn quý vị, ở dưới cũng gỗ hết luôn quý vị, cho nên cái con này rất nặng ha. Đẹp xuất sắc. Mà con này với mức giá là 8,5 triệu nha quý vị. 8,5 triệu em bao ship toàn quốc cho quý vị cho một con chất dị như thế này. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Xin cảm ơn.